Kính thưa quý vị, những ngày qua, người dân nuôi tôm theo mô hình siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao thuộc khu vực ven biển thuộc địa bàn ấp Dòng Nhãn A, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu về tình trạng tôm nuôi chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi tôm trong khu vực này. Hầu hết số tôm nuôi bị chết trong khu vực này từ 1 tháng rưỡi đến hơn 2 tháng tuổi. Tôm chết đột ngột khiến cho người nuôi tôm thiệt hại rất nặng, bởi tôm có kích cỡ nhỏ, nếu khẩn trương thu hoạch thì giá bán cũng chỉ khoảng vài chục ngàn đồng một ký. Còn nếu không thu hoạch kịp thì coi như mất trắng, và rất nhiều hộ đã đành buông tay mất trắng, chịu lỗ hàng tỷ đồng đã đầu tư. Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Phú Thịnh với hàng chục hộ nuôi cũng rơi vào cảnh lao đao khi nhiều ao tôm đang phát triển rất tốt, bỗng dưng chết sạch chỉ sau 1-2 ngày. Theo ghi nhận của phóng viên Nóng 24 giờ, số diện tích nuôi tôm của người dân bị thiệt hại ở khu vực tiếp giáp với kênh Trường Sơn kéo dài theo hướng ra biển thuộc địa bàn từ phường Nhà Mát đến xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là ấp Dòng Nhãn. Từ nhiều ngày qua, hàng loạt hộ nuôi tôm theo mô hình ứng dụng công nghệ cao tại khu vực này đứng ngồi không yên khi nhiều ao tôm trong giai đoạn từ 45 ngày đến hơn 60 ngày tuổi đang phát triển rất tốt, bất ngờ bị chết hết ao này đến ao khác. Ông Nguyễn Thanh Cần, ngụ ấp Dòng Nhãn A, người có thâm niên trong nghề nuôi tôm theo mô hình siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao cho biết, gia đình ông có hơn 2.000 m2 chia làm hai ao lớn đã thả nuôi tôm thẻ hơn 1 tháng tuổi và đang phát triển rất tốt. Thế nhưng chỉ trong vài ngày qua, cả hai ao tôm bỗng dưng chết hàng loạt, không trở tay kịp gây thiệt hại rất lớn. Theo ông Cần, nhiều năm qua, tôm nuôi của người dân khu vực này phát triển rất ổn định, chưa bao giờ có hiện tượng như vậy. Hiện tượng tôm chết chỉ xảy ra từ khi công trình xây dựng cống ngăn triều ngay đầu kênh Trường Sơn đắp đập ở đầu tuyến kênh này để ngăn dòng nước từ kênh 30 tháng 4 chảy vào nhằm thi công công trình. Đáng lưu ý là tại khu vực ấp Dòng Nhãn A, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, nơi có hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Phú Thịnh, những ngày qua lãnh đạo hợp tác xã cũng như các xã viên đều lao đao vì tôm chết liên tục. Toàn hợp tác xã có 26 thành viên, ngoài số diện tích nuôi tôm bán thâm canh thì có 26 hecta nuôi theo mô hình siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao. Những năm qua, việc nuôi tôm của hợp tác xã phát triển khá ổn định. Thế nhưng gần đây, ngay từ khi đơn vị thi công công trình cống ngăn triều cho đắp đập, ngăn dòng tại đầu tuyến kênh Trường Sơn, chặn dòng nước lưu thông từ kênh 30 tháng 4 chảy vào nhằm thi công công trình, thì xảy ra hiện tượng tôm chết liên tục.